Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Khiêm. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái vật liệu sử dụng cho cái tuyến vú rơi sệ. Trong cái trường hợp cải thiện vòng 1, chúng ta chia làm hai nhóm, tôi tạm thời chia làm hai nhóm. Một nhóm các bạn mong đợi là chỉ làm cho cái vòng 1 của mình lớn lên thôi, và một nhóm là làm đẹp khi nó đã bị rơi sệ rồi. Thế thì với cái nhóm mà không rơi sệ, chỉ làm tăng độ lớn thôi, thì những cái dòng túi nano, những dòng túi có chip là những dòng tôi khuyến cáo với các bạn. Nhưng với trường hợp tuyến vú rơi sệ, tại vì các bạn phải bỏ ra một cái chi phí để khắc phục cái độ rơi sệ nè, và đối với cái độ lỏng lẻo chúng ta cần phải đưa nó về cái săn chắc đó, thì nếu các bạn chọn cái dòng túi mà với cái gel linh hoạt, giống như các bạn không bị rơi sệ, chỉ đưa độ lớn lên thôi đó, thì nó không hợp lý. Tôi muốn cho các bạn hình dung rằng với cái giá thành của cái túi Arion, nó hợp lý cho cái việc là một cái vật liệu vừa đủ để chúng ta trải cái mô tuyến này lên trên bề mặt này. Và như thế nó tiết kiệm chi phí cho các bạn. Nó vừa đảm bảo được cái sự bền vững, tức là không có rơi sệ, hạn chế cái rơi sệ về sau nữa. Chứ còn nếu các bạn chọn cái túi gel linh hoạt thì nó lại tiếp tục đổ xuống nữa, nó không hợp lý nữa ở chỗ đó. Bên cạnh đó các bạn còn phải bỏ ra một chi phí nhiều hơn. Cho nên với cái dòng túi sản xuất từ châu Âu, túi Arion của Pháp, thì nó sẽ hợp lý cho những trường hợp rơi sệ độ 2, độ 3, độ 4, vừa đem lại cái giá trị về mặt kinh tế, nó vừa cho giúp sự dàn trải cái mô tuyến trên cái bề mặt túi được vững chắc hơn, được đạt như cái độ thẩm mỹ mà chúng ta cùng mong muốn. Với chia sẻ này, tôi mong muốn các bạn hiểu rõ về cái vật liệu mà sử dụng cho cái việc cải thiện vòng 1 đã bị chảy sệ. Không nhất thiết phải chọn cái dòng túi đắt tiền, và suy nghĩ của bạn là chọn túi đắt tiền để tôi được cái hình ảnh đẹp, không phải. Mà lúc đó chúng ta cần một cái vật liệu đủ để dàn trải cái túi ra. Tôi hay dùng cách nói là chúng ta chọn cái khuôn cho nó hợp lý, để chúng ta đổ cái bánh đúng như ý mình muốn. Thì đó là cái đem lại hiệu quả tốt nhất cho cả thẩm mỹ và cho cả cái việc giữ gìn về sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.